Rồi, bây giờ ta sang cái bài toán 722. Cái bài toán 722 này là người ta cho một loạt các cái đồ thị và người ta sẽ hỏi cái câu thứ nhất là dựa vào đồ thị của cái hàm số bậc 2 hãy nêu cái tập nghiệm của bất phương trình bậc 2 tương ứng. Cái câu A người ta cho như thế này là fx lớn hơn hoặc bằng 0. Và người ta cho cái đồ thị như thế này các em. Để cho cái đồ thị như thế này. Đấy, cái hệ trục của x y như vậy và cái đồ thị người ta cho như thế này thì sẽ dùng một cái màu phân phấn khác. Người ta cho như thế này. Đấy. Đại thể thì vẽ tay cho nên nó hơi thô một chút. Thì cái hàm fx nó như thế này. Cái đồ thị của cái hàm fx nó như thế này. Và cái đồ thị này nó cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ bằng 1 và một điểm có hoành độ là trừ 5 phần 2. Đấy. Và cái mục đích người ta hỏi ở trong cái câu này á là người ta bảo mình là nêu cái tập nghiệm của bất phương trình bậc 2 tương ứng. Cái bất phương trình bậc 2 ở đây là fx lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Cái ý của người ta hỏi là như vậy, tức là cái nghiệm của cái bất phương trình bậc 2 là fx lớn hơn hoặc bằng 0 là như thế nào khi mà cái fx nó có cái đồ thị như thế này. Thì ở đây các em để ý là fx lớn hơn 0 hoặc là bằng 0. Thì các em thấy là cái đoạn này nó âm nè. Cái đoạn này nó âm, các em bỏ đi. Như vậy thì toàn bộ những gì mà các em thấy nó đều lớn hơn hoặc bằng 0 hết. Như vậy thì dễ dàng các em thấy là cái nghiệm của nó là x này kính luôn nha. Nó từ trừ 5 phần 2 mà cho nó đi tới 1 luôn. Đây là cái tập nghiệm. Đây là cái tập nghiệm của bất phương trình bậc bậc 2 ứng với cái đồ thị này và yêu cầu là fx lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Đấy, các em cho cái đáp án nó là như vậy. Bây giờ ta sang câu câu B. Cái câu B á thì người ta cho nó như thế này. Fx dương và kèm theo nó là một cái đồ thị như thế này. Kèm theo nó là một cái đồ thị như thế này thì sẽ vẽ phông màu nhé. Đấy, để cho một cái đồ thị như vậy và dĩ nhiên cái này là cái hàm f fx, cái đồ thị của cái hàm fx như vậy và nó cắt trục hoành tại hai điểm, một điểm có hoành độ là bằng 3 và một điểm có hoành độ là bằng bằng 4 và người ta yêu cầu á là tìm cái tập nghiệm ứng với cái tam thức bậc 2 fx lớn hơn không. Như vậy thì lớn không thì chỗ nào nhỏ hơn không mình bỏ vậy thôi, nhỏ hơn không bỏ đi, nhỏ hơn không bỏ đi, nhỏ hơn không bỏ đi. Và các em nên nhớ rằng người ta chỉ lấy là fx lớn hơn không thôi. Như vậy thì cái hai cái điểm này cũng không được lấy nè. Như vậy thì ta lấy là cái tập nghiệm là x nó thuộc khoảng là từ trừ vô cực cho tới 3, trừ vô cực cho tới 3, 3 cũng hở luôn nha, bởi vì là cái đây nó hở thành thử ra ở đây mình không có lấy được số 3 và hội với là trong cái khoảng là 4 cho tới cộng vô cực. Đấy, cái bài toán của chúng ta nó như thế đó và cái tập nghiệm nó là như thế này, chỉ có vậy thôi. Ta sang một cái câu nữa là câu C. Câu C thầy viết viết tại đây luôn, tức là người ta cho là f, người ta cho là fx âm, người ta cho là fx âm và người ta cho các em biết luôn là cái đồ thị của nó như thế này. Cái đồ thị nó như thế này. Là cái đồ thị nó như thế này. Đấy, người ta cho cái đồ thị như vậy. Về dĩ nhiên là cái đây là cái hàm fx nó đi như vậy. Và người ta yêu cầu mình là tìm cái tập nghiệm
sao cho nghĩa là cái tam thức cái fx này nó âm. Thì trên cái đồ thị này các em chẳng thấy cái chỗ nào nó âm hết, đúng không? Toàn bộ cái đồ thị đều nằm ở phía y dương, do đó chẳng có cái giá trị nào của x mà thỏa mãn cái này hết, cho nên kết luận là x là bằng tập hợp trống, chỉ có đơn giản vậy thôi. Và chúng ta qua ba cái đồ thị này, chúng ta có ba cái tập nghiệm như thế này, và chúng ta kết thúc cái bài toán 7222. Chúng ta sang cái bài 7223.